Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay là em quay chi tiết về con CD Sony R3 mới về lúc chiều. Và đây là cũng em quay luôn để cho bác khách ở Hải Phòng xem nha. Bác vừa gọi điện em lúc nãy nha. Thì em giờ em quay để cho anh em thấy và test luôn cái độc đĩa này, ok ha. Thì với con CD của Sony R3 thì anh em mở cái nắp lưng ra đây ha. Cái nội thất nó cực kỳ gấu nha. Bốn tổ lọc nguồn này như là con âm ly rồi. Lọc nữa nè, lọc nè, rồi lọc cho cả cái phần mạch analog. Đây là phần giải mã RAM thanh đấy. Anh em toàn là những con linh kiện cao cấp, điện trở công suất. Con này tầm con những con điện trở này, điện trở 5 dòng màu ha. 4 5 dòng màu rồi. 2W trở lên. Rất là to. Rất là khủng ha. Đây là tăng phô nè. Anh em thấy cái nội thất cực kỳ khủng. Đây là bộ cơ của nó ha, nắp chè là hết, không giống những con kia nữa. Rồi. Và có sức âm cổng ba lăng anh em nha. Đây là cổng ba lăng của nó nè, và đây là RCA nè. Đó. Máy thì rất đẹp rồi, chỉ có nắp lưng có miếng lông mèo em cho nó chỉ rồi anh em nha. Đầu phút này đây nè. Đó, mờ mờ anh em. Còn bình thường là không có đâu. Đây mặt mũi đẹp ha. Đây. Đó, mặt mũi rất đẹp nha. Mặt mũi đẹp keng. Đây, hồ gỗ nè, cắt chỉ luôn. Đấy. Mắt mũi là ok rồi, nãy giờ trước khi đến clip chúng em là anh em là em cũng test lại một lần nữa trước khi hàng về là em test rồi test lại một lần nữa. Đấy. Remote đây. Đây, em lấy đĩa ra nha. Cho anh em xem đây. Đĩa Phono thôi. Rồi vào nè. Nhận bài ngay nha. Rồi em cứ nút play, play nè. Bảng số 1 nè. Vô ngay ha. Con này thì nó cái đĩa này nó có 11 bài nè, em bấm tới 11 nên em thấy nè, tốc độ nè. Buông tay là nhận ngay ha. Đó, rồi. Bảng số 9 hát này. Đó, mắt độ ok lắm anh nè. Test cùng với con đây Luckman 509S anh em nha. Mượn tạm tiếp tục đôi loa Chivot, ngày mai em đóng gửi bác khách nha. Tiếng rất đậm anh em.
Rồi, anh em ha, hát nhạc trữ tình nhạc vàng rất là tuyệt vời đối với cặp loa Chivas luôn. À, hồi nãy thì em thử nhạc acoustic này, tiết tấu nhanh chút xíu nè, và bây giờ là nhạc vàng rất là hay anh em nhé. Đấy, đây là con Sony nha, tiếng của con Sony phát ra, tiếng của con này khá là hay, giờ này gần như là dòng đỉnh rồi, anh em nhé, dòng đỉnh của Sony đây, Sony R3. Rồi, và con Sony thì đang có mức giá là 26 triệu nha, kèm khiển anh em nha. Con này là khiển, có khiển riêng nha. Đấy, máy đẹp ha, tình trạng là ok hết rồi. Anh em nào chốt thì yêu ngay nha. Còn riêng bác khách hai phòng em vừa test cho anh em xem, vừa cho bác khách hai phòng xem. Ai chuyển tiền trước thì em sẽ nhận nha. Em cũng đã, em thả thông báo lúc chiều rồi. Rồi, tới đây thì em xin kết thúc nha. 26 triệu là bao ship toàn quốc. Nếu anh em chuyển khoản đủ nha, anh em nào ship quạt lưu ý chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship cho anh em. Xin cảm ơn.